Trung tâm dữ liệu quốc gia do chính phủ xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp quản lý và phân tích dữ liệu để hình thành kho dữ liệu về con người và tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Nó chính là nền tảng cung cấp các dịch vụ dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách và xây dựng chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Với sự kích thích tài chính và nhu cầu vững chắc, giá thép tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng mạnh lên mức 3.729 nhân dân tệ tấn vào ngày 31 tháng 10, đạt mức cao nhất kể từ 22 tháng 9. Điều này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế số của Việt Nam. Phát triển một kho dữ liệu tổng hợp với dữ liệu liên quan đến con người và các dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia là mục tiêu chính của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Điều này đặt nền tảng cho sự phát triển của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển trên toàn thế giới, việc phát triển và sử dụng dữ liệu quốc gia trở nên cực kỳ quan trọng. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc cung cấp dữ liệu cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhờ vai trò của mình, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hỗ trợ chính phủ trong việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển và đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời, nó cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan có nhu cầu sử dụng dữ liệu. Mục tiêu tổng quát của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là đóng góp vào sự phát triển kinh tế số của Việt Nam và xây dựng chính phủ số, trong đó dữ liệu đóng vai trò quan trọng. Nó sẽ thúc đẩy việc khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng với chính phủ trong hướng đến mục tiêu kinh tế số quốc gia. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là trụ cột quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam, đảm bảo dữ liệu chất lượng và an toàn để đảm bảo tầm quan trọng của chính phủ số và xã hội số. Trong tương lai, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cơ bản xây dựng và đưa vào khai thác kho dữ liệu tổng hợp, đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Nó sẽ phối hợp khai thác với kho dữ liệu về con người và trở thành trung tâm trao đổi, kết nối quốc tế để chia sẻ thông tin và nghiên cứu phát triển chiến lược phát triển quốc gia. Nhiệm vụ tiếp theo của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia bao gồm phân tích dữ liệu chuyên sâu hỗ trợ công tác xây dựng cơ chế chính sách và quy hoạch chiến lược phát triển quốc gia. Đồng thời, nó sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ mới trên nền các dữ liệu số được khai thác từ các kho dữ liệu dùng chung và kho dữ liệu mở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu cuối cùng của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là trở thành nơi lưu trữ dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong nước và tổ chức chính phủ các nước để phục vụ các hoạt động trên môi trường số bảo đảm lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Chính phủ cũng đặt mục tiêu thay thế hơn 90% hoạt động hành chính trao đổi, phối hợp và cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước bằng chia sẻ dữ liệu số từ các kho dữ liệu tổng hợp trong Trung tâm Dữ liệu Quốc gia để thúc đẩy chính phủ số và xây dựng nền kinh tế xã hội số. Đến năm 2030, Việt Nam cũng phấn đấu thuộc top 50 nước đầu tiên về chính phủ số, EGDI, top 30 về công nghệ thông tin, IDI và top 30 về an toàn, an ninh mạng, GCI. Chính phủ đã xác định rõ 3 nhóm nhiệm vụ cần hoàn thành, bao gồm xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng và vận hành trung tâm, đảm bảo quản lý và vận hành trung tâm với đơn vị chủ trì và thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.